Chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó. Đợt này nhà em nhiều chuột quá anh chị ơi. Hôm nay em có mua một cái bẫy, đây chia sẻ cho anh chị xem. Đây mẹ của em đây, mẹ ơi, mẹ của em. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn xem cái lồng chuột của nhà mình mới mua ha. Đây, qua đây. Các bạn biết không, lúc trước á là nhà mình là không có chuột nha, nhưng mà từ hôm mà mình làm cái sàn sân thượng mới này rồi đó, cái đất á, mấy cái thùng đất như vậy nè các bạn, cái là mình di chuyển xuống dưới mặt đất ở bên dưới hết là cái chuột nó chui đó, nó trốn chẳng. Rồi khi mà làm cái sàn xong rồi đó, cái di chuyển đất lên thì nó trốn trong đó, mình đâu có biết được đâu. Rồi cái bắt đầu có nó sinh sản ra rất là nhiều luôn, nó phá cây cũng quá trời luôn. Cái lúc đầu cái là mình mua cái miếng chống dính đó các bạn đó, mình mua cái miếng chống dính thì mỗi lần nó dính được chừng một con, cái vài bữa nó mới dính được một con, nhưng mà rất là tốn tiền nhiều đó. Tại vì mà khi mà các bạn biết không, mình để cái miếng dính ở bên ngoài á, gặp trời mưa á rồi là hư luôn miếng đó đó. Và cái mình mới chuyển qua mình mua cái bẫy chuột mà chui vô cái nó sập đó các bạn, là cái nó vô được chừng con là cái nó sập lại thôi đó. Nên mình thấy là nó không có hiệu quả gì mấy, với lại nó chuột đó, nó cứ sinh sản ra nhiều quá, bây giờ thì không có biết cách nào hết. Còn mà nếu mà mua cái thuốc đặt chuột đó là không nên, các bạn không nên mua cái thuốc đặt chuột nha, là tại vì cái chỗ này là mình trồng rau sạch để mình ăn đó. Đó, dứt khoát là mình không nên đặt thuốc đó. Nên bây giờ là mình đã mua được cái lồng bẫy chuột này, nay mình thấy nó cũng có hiệu quả lắm, mình giới thiệu và chia sẻ cho các bạn cùng xem ha. Để khi mà cái vườn của bạn nào mà nó có bị chuột á thì mình hãy mua một cái về để mình đặt ha. Đó, đây mình cho các bạn xem, đây là cái lồng chuột này là mình cũng mới mua thôi đó, đặt nó cũng rất là hiệu quả luôn đó. Đây cho các bạn xem cái lồng chuột này là nó có hai ngăn nha các bạn, hai ngăn ha. Đây là ngăn ngoài, đây là ngăn ngoài nè các bạn đó, còn ở ngoài đây là ở bên ngăn trong đó. Cái ngăn ngoài này các bạn biết không, cái là mình bỏ miếng mì, đây mình lấy miếng mì mình để cho các bạn xem nha, mình để miếng mì, nhưng mà các bạn đừng có để cái cục bự quá. Nếu mà mình để cái cục bự quá như vậy nè các bạn đó, cái khi mà chuột nó vô á, cái nó tuột cái nó dướng cái cục mì lại á, chẳng hạn nó dướng cục mì lại như vậy là chuột nó sẽ chui ra, các bạn thấy không đó, nó nên gì cái dướng gì là chuột nó sẽ chui ra lại đó. Nên bây giờ là mình để cái cục mì nó nhỏ lại một chút. Đấy các bạn, mình để cục mì nhỏ lại. Nhưng mà mình đừng có để sát bên trong quá nha. Các bạn cứ để nó nằm ở bên ngoài như vậy một chút. Đó, mình cứ để nằm ở bên ngoài như vậy thôi. Đó, khi mà chuột nó mò tới là nó sẽ như vậy, cái nó con chuột nó đi vô luôn. Đó, chuột nó vô luôn, chuột nó vô luôn bên trong. Cái này nó sẽ bật trở lại. Đây cái miếng này nó sẽ bật trở lại các bạn. Đó. Còn ở ngoài sau lưng này á các bạn. Đó, ngoài sau lưng này. Đó. Cái mình cũng cho vô ít miếng mì. Mình cho ít vô ít miếng. Đó. Mình cho vô ít miếng. Đó. Các bạn biết không? Chuột này nó cái bẫy kia là nó sập, là nó không, những con khác nó muốn vô nữa nó cũng không vô được. Nhưng cái bẫy này các bạn biết không? Nó vô được rồi, nó một con nó vô rồi, nó vô trong này nha các bạn, thấy không, nó vô ha. Đó, nó vô như vậy, cái này cái đâu là cái nó sập trở lại đó, nó sập lại như vậy. Rồi con khác ở bên ngoài nó thấy có mì như vậy nè, nó cũng muốn vô, cái nó cũng vô nữa, cái nó lại dính, nó hả như vậy, cái nó vô nữa đó. Các bạn thấy không, cái nó vô đông rồi đó, cái nó qua là ngoài sao à, nó qua ngoài sao, nó ra ở ngoài sao nè các bạn. Nó đã chạy qua chạy lại cái này, cái chỗ này đây nè, cái chỗ này thì nó dở lên, nó dở lên dở xuống nè đó. Mình thấy cái lồng chuột này nó cũng hay hiệu quả đó. Ở ngoài sau của cái này
À, người ta có làm một cái chốt gì nè các bạn, đó mình mở ra đó, cái chuột mà nó đã vô đây rồi đó, mà mình dinh xuống đó, mình cứ mở cái cửa này ra là nó sẽ ra. Hơi bị cứng một chút xíu đó, nó đây được rồi đó, đó. Và thấy không, đây nó có cái bảng lề ha, đó mình mở ra mới vô đó. Mình thấy nó cũng rất là tiện lợi đó các bạn đó. Xong rồi chuột, khi mà chuột nó đi ra ngoài hết rồi đó, là bắt đầu cái là mình bẫy nó lại đó, mình kề cái chốt này lại đó. Các bạn thấy không, người ta sáng chế ra cái này cũng hay ha. Đây cái lồng chuột này giống như là cái một cái ngôi nhà. Đây là cái phòng khách, còn ở trong đây là cái phòng nhà bếp. Nó vô trong phòng khách cái nó vô nhà bếp luôn đó. Đó các bạn xem, bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn xem cái lồng này ha. Cái lồng này á, là Khoa nó mua ở ngay chỗ ngã tư mà Tân Kỳ, Tân Quý với Bình Long á. Bình Long á các bạn. Dạ. Ngay ngã tư luôn. Dạ. Có bán. Cái lồng này á, là mua 120.000. Đúng rồi. Nếu mà các bạn mua cái lồng giống như vậy á thì là 120.000. Còn mà nếu mà mình mua cái lồng lớn hơn nữa thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Dạ. Có hai loại nữa, 150 với lại 220. Nhưng mà theo như mình á, nhà mình có chuột cái này thì mình mua cái lồng nhỏ như vậy là cũng được rồi. Dạ. Đó. Đó, rất là tiện lợi nha các bạn. Cái lợi cái này nó có cái miếng cây các bạn. Đó, nó nặng ha. Đó, khi nào chuột vô cái nó chổng lên như vậy. Nên mua lại con miếng cây này nè để nó bước nó đi. Có nhiều chỗ nó bán á, là ngay chỗ này nè, nó gắn con ốc. Để nó tì xuống thôi. Có miếng gỗ cái nó bước cái chân lên nó đi, nó đúng mới rồi. Dễ. Nó để như vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Để như vậy nè. Đó. Nó để làm như cái cầu nó bước vô, các bạn thấy không? Đúng rồi. Đó, cái nó vô trong đây nó ăn miếng mì cái nó bị tuột vô bên trong luôn. Dạ. Đó, khi mà chuột nó vô bên trong rồi các bạn, cái này nó sẽ sập trở lại. Đó, nó sập trở lại. Đó, chuột nó không có ra được. Dạ. Đó, công nhận người ta làm cái này cũng hay. Bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn xem cái lồng chuột này ha. Rồi bắt đầu là chiều nay á là mình sẽ để, rồi sáng ngày mai là mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Đây là các bạn xem cái chỗ này nè, mấy con chuột nó phá dữ lắm nè. Đây nè các bạn xem. Đây các bạn xem. Đây nè, cái chỗ này của mình á, mình trồng mấy cái cây này nó tốt ghê nè. Mấy cây này nó tốt ha. Mà nó lại chui ở trong cái thùng xốp này. Bây giờ đâu có làm sao mà gỡ thùng xốp này ra đi bắt được nó được, cũng khó bắt lắm. Đó, nó mồi thủng hết cái thùng xốp dưới này của mình. Đây nè các bạn xem. Đó, đất nó tuột xuống này kia. Đó. Đó, chiều tối nay là mình sẽ để cái như vậy. Mình chỉ để như vậy thôi các bạn ha. Đó. Rồi, sáng nay đó là mình sẽ quay với lại cho các bạn xem ha. Đó. Sáng nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bây giờ là mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn sáng nay. Sáng nay là mình sẽ quay với lại là coi có dính chuột hay không cho các bạn xem nha. Rồi.